Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi bản tin Trước Ống Kính, bản tin cập nhật tình hình an ninh trật tự tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và các tỉnh thành cả nước. Bản tin chiều nay thứ ba ngày 25 tháng 1 có những thông tin gì nổi bật? Chúng ta cùng cập nhật ngay sau đây thưa quý vị. Trước hết là những ghi nhận tại Hà Nội. Thưa quý vị, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Đặng Đình Bách, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Phát triển Bền vững về hành vi trốn thuế. Bị cáo Bách bị cáo buộc nhận tài trợ từ các tổ chức trong và ngoài nước không đúng quy định, không nộp hồ sơ khai thuế, trốn thuế, bỏ ngoài sổ sách các khoản tiền nhận tài trợ hơn 1,3 tỷ đồng. Và với tội danh trốn thuế, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Bách 5 năm tù. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Phát triển Bền vững LPSD là tổ chức nghiên cứu khoa học và triển khai các đề tài, đề án, dự án thuộc lĩnh vực pháp luật và chính sách phát triển bền vững, hoạt động theo mô hình doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản và hoạt động theo phương thức hạch toán độc lập. Được bổ nhiệm làm giám đốc trung tâm từ năm 2013, Đặng Đình Bách đã liên hệ với các tổ chức nước ngoài, đàm phán nhận các khoản tiền tài trợ để triển khai các chương trình dự án. Từ năm 2016 đến năm 2020, trung tâm đã nhận số tiền hơn 10 tỷ đồng từ các tổ chức trong nước và nước ngoài, thanh toán hợp đồng dịch vụ, tài trợ cho trung tâm. Khi nhận tài trợ, trung tâm LPSD không được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Tuy nhiên, Bách vẫn chỉ đạo cho thực hiện và nắm các khoản thu chi. Từ năm 2016 đến năm 2020, trung tâm LPSD đã nhiều lần không nộp hồ sơ khai thuế, trốn thuế, bỏ ngoài sổ sách các khoản tiền nhận từ nước ngoài. Tổng số tiền trốn thuế được xác định là hơn 1 tỷ 300 triệu đồng. Hội đồng xét xử cho rằng bị cáo Bách đứng đầu trung tâm LPSD chịu trách nhiệm về các hoạt động của trung tâm, đồng thời nắm các khoản thu nhận tiền từ nước ngoài. Có cơ sở để xác định bị cáo Đặng Đình Bách đã chỉ đạo thực hiện hành vi trốn thuế, bị cáo bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt 5 năm tù. Liên quan đến vụ bán rẻ đất vàng ở số 246 Hai Bà Trưng, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh cho tư nhân, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã ra phán quyết đối với kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng và các đồng phạm. Các bị cáo đều được giảm án từ vài tháng đến một năm tù giam. Theo cáo trạng của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Tổng công ty Sapeco được giao quản lý khu đất rộng 6.080 m², có giá trị hơn 3.800 tỷ đồng ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Quá trình quản lý Sapeco, bị cáo Vũ Huy Hoàng là Bộ trưởng Bộ Công Thương đã chỉ đạo cán bộ cấp dưới thực hiện các thủ tục góp vốn bằng quyền sử dụng khu đất này để thành lập công ty liên doanh Sapeco Beer cùng với các doanh nghiệp tư nhân đầu tư thực hiện dự án. Sau khi góp vốn liên doanh xong, các bị cáo đã chỉ đạo Sapeco thoái vốn, chuyển quyền quản lý tài sản nhà nước sang tư nhân trái pháp luật, gây thất thoát, thiệt hại đặc biệt lớn cho nhà nước hơn 2.700 tỷ đồng. Hội đồng xét xử phiên phúc thẩm nhận định, ông Vũ Huy Hoàng chịu toàn bộ trách nhiệm về mọi mặt hoạt động của Bộ Công Thương nên phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án. Tuy nhiên, quá trình xem xét kháng cáo, hội đồng xét xử nhận thấy bị cáo tuổi đã cao, bị bệnh nan y và đang điều trị trong bệnh viện, nên được giảm 1 năm án tù giam, còn 10 năm tù. Các bị cáo còn lại cũng được giảm 6 tháng tù giam. Thưa quý vị, càng gần đến Tết thì sản phẩm bánh kẹo mứt các loại càng hút hàng và nắm bắt nhu cầu tăng cao trong dịp Tết. Không ít cơ sở sản xuất bánh mứt Tết đã đưa ra thị trường những sản phẩm kém chất lượng, sử dụng nguyên liệu hóa chất không rõ nguồn gốc, hết hàng sử dụng. Và an toàn thực phẩm đang là nỗi lo của nhiều người dân khi Tết cận kề. Đây là cơ sở sản xuất mứt vừa bị lực lượng chức năng kiểm tra tại xã La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra, thành phẩm và nguyên liệu làm mứt để ngổn ngang trên nền nhà. Tùy theo lượng thợ đi làm ạ. Nếu mà thợ đi làm đông thì làm ra được nhiều hàng, 500 đến 1.000 hộp một ngày. Theo lực lượng chức năng, cơ sở này đã sử dụng nguyên liệu làm mứt không rõ nguồn gốc xuất xứ và vi phạm nhiều lỗi về an toàn thực phẩm. Bằng mắt thường cũng có thể thấy các loại mứt được để trong xô, chậu, nằm la liệt dưới sàn nhà, không đảm bảo vệ sinh. Tại thời điểm kiểm tra thì cơ sở có nhiều vi phạm trong cái việc thực hiện các cái quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm. Ví dụ như là hàng hóa, đóng gói hàng hóa là mứt, bánh kẹo Tết, như này nguồn không rõ nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa.
còn đây là hàng trăm hộp đậu Hà Lan đã bị lực lượng chức năng niêm phong tạm giữ. Chủ cơ sở đã mua nguyên liệu từ nhiều nguồn rồi tự đóng gói, in nhãn mác. Đây cũng là sản phẩm rất được người dân ưa chuộng trong dịp Tết. Cái nguyên liệu là không có cái nguồn gốc xuất xứ, và trên nhãn của cái nguyên liệu, trên cái sản phẩm của cái nguyên liệu, cái mứt hộp là không có những cái nhãn thương nhân chịu trách nhiệm về cái sản phẩm đối với cả cái nguyên liệu đó. Khu vực đóng gói của cái sản phẩm mứt là hoàn toàn là mất vệ sinh. Chỉ trong vài tuần qua, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng kém chất lượng là các thực phẩm phục vụ Tết Nguyên Đán. Ở đây thì tập trung liên quan đến các mặt hàng thiết yếu của nhân dân, đặc biệt là những cái mặt hàng như thế là thuốc lá điếu, như thế là xì gà, đấy, hoặc là các cái nước uống giải khát, cũng như thế là bánh kẹo và các cái mặt hàng liên quan đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Để đảm bảo an toàn thực phẩm dịp cuối năm, từ nay cho đến Tết Nguyên Đán và các lễ hội xuân, lực lượng liên ngành các địa phương vẫn tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh để bình ổn thị trường, không để xảy ra tình trạng gian lận thương mại, đầu cơ, tăng giá bất hợp lý và đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân. Những thực phẩm như mứt, bánh kẹo phục vụ Tết mỗi năm luôn là điểm nóng về an toàn thực phẩm. Việc sử dụng những loại hàng hóa kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng. Vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, thì người tiêu dùng cần tìm hiểu các thông tin về sản phẩm như là ngày sản xuất, hạn sử dụng, nhà sản xuất, thành phần sản phẩm, số đăng ký cho cơ quan y tế cấp. Mỗi người dân hãy là người tiêu dùng thông thái để không mang về nhà những thực phẩm bẩn, vừa tốn tiền lại vừa hại cho sức khỏe. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Trước Ống Kính chiều nay. Bản tin do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Công an, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 thực hiện. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Và để xem lại bản tin thì mời quý vị truy cập vào địa chỉ website brt.vn hoặc kênh YouTube BRT News. Thông tin cộng tác cùng với chúng tôi, quý vị liên hệ qua hộp thư điện tử Trước Ống Kính brt@gmail.com. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chiều mai lúc 18 giờ.